Hello, em xin chào anh chị. Chúc anh chị hôm nay buổi thứ hai đầu tuần tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình người thân và một tuần mới làm việc được nhiều thắng lợi mới. Xin chào cả nhà. Anh chị xem cái video này thì chia sẻ cho Tuấn một like, cảm ơn tất cả anh chị em. Thì mấy bữa nay mình sẽ ship và gửi hàng toa lại cho mọi người. Anh em cần cái gì thì anh chị em vui lòng liên hệ với cái đường link truy cập mua sản phẩm, thì liên hệ cho Đi Tuấn 0909 755 993. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Thì vài ngày vừa rồi thì mình bận học lý thuyết rồi chạy xe, thì nhiều lúc trả hàng cho anh chị em thì nó không kịp, rất mong anh chị em thông cảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái gì thì chúng ta hãy truy cập vào cái Zalo. Rồi thì đầu tiên cảm ơn em trai ở thành phố Hà Nội. Hà Nội thì không vội được đâu. Thì cái toa hàng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40 triệu. Đấy, chắc chắn sẽ hơn. Bởi vì người em trai này lại tiếp tục lấy thêm những cái toa hàng. Nói chung là em trai này ra tiệm thì em muốn cần có đồ để trưng bày ở trong cái tủ đấy, là dây cô loa hầu như là nó đủ đấy, CKB bi kẹp trượt và bộ nồi gia tốc, thì em trai lấy mỗi thứ khoảng 2 3 bộ, 110 K4 425. Và nồi ở đây thì anh em cùng phía Bắc thì chúng ta sẽ làm việc vết ba, thì đã cung cấp nồi cho em trai là 2V 3V và 5 bộ nồi của Honda. Và vi sơn K44 vừa rồi anh em gửi thì mình chỉ có làm cho anh em được một bộ thôi. Đấy. Và không có gì nhiều hơn. Tuấn tri ân tặng cho em trai bộ làm lợi xăng full combo. Chúc cho em trai khai trương cửa hàng mới được nhiều thắng lợi mới. Cũng là một ông chủ bắt đầu sự nghiệp trong cái lĩnh vực rộng nhất. Và em ủng hộ rất nhiều, và cái mô hình ở đây em trai cũng ủng hộ luôn, về nhà treo để bôi cho cửa hàng test IC. Đó, để chúng ta chứng minh được tay nghề chúng ta và kiểm tra những con IC. Và smart tool này sẽ là bản G nha mọi người. Đó, em trai ủng hộ bản G để mở tour full dòng xe IA. Và em trai có lấy thêm một cục IC của Exide về nhà em trai tự mở nhá. Đấy, anh sẽ tặng khuân và em về nhà em chịu khó khui để mở. Rồi, và em trai có ủng hộ cái alo VVD để về nhà em trai làm hệ thống khóa bảo mật piezo Vespa, bởi vì anh em khu vực phía Bắc rất nhiều Vespa. Rồi em trai lấy 2 cục mobin về nhà ở trạng thái bỏ lửa. Mạng bữa nay trời mưa nó hơi bị yếu, rất mong anh chị em đang xem cái like này thì chia sẻ. Và 2 cục relay đề ở trạng thái không sạc là đề cạch cạch, hay là 4 chân tụ bơm. Cái này là bộ bơm của những dòng xe đề từ 125 150, lắp chung được hết. Và em trai ủng hộ 2 hộp bogie chân dài chân ngắn, 2 chai nước tẩy, rồi 50 tip nhớt, rồi đồng hồ, và đồng hồ đo áp bơm, và bộ kiểm tra CKB, điện áp và ba pha. Rồi, và em trai ủng hộ cái bộ giả lập Babulin. Đó, rất nhiều toa hàng ở đây, cảm ơn em trai. Đấy, chúc cho em khai trương cửa hàng Đại Hồng Phát luôn thành công. Bởi vì anh em mở ngay cửa hàng này, chúng ta sẽ có thành công ngay ở cái dịp cuối năm. Cuối năm này, chuẩn bị cuối năm thì anh em mở cửa hàng là tốt, bởi vì nhân dịp cuối năm này quý khách hàng người ta có nhu cầu dọn bảo dưỡng xe thì luôn luôn đông khách và nhiều khách hàng có nhu cầu sửa xe vào cuối năm. Rồi, và cảm ơn một quý vị ông anh trai đã ủng hộ máy Smart Tool bản 2S. Bản này giá hơn 9 triệu. Hơn 9 triệu tặng anh em nhóm học online cứ review. Có bữa nào mình dạy thì anh em lại học tiếp, không có bữa này học lại. Rồi, không có gì hơn tặng anh trai bộ tài liệu. Đấy, về nhà anh chịu khó xem và đọc bộ tài liệu của em và sử dụng trên máy.
khó thì anh có thể gọi trực tiếp hoặc Zalo. Và cái này là anh mua kèm theo cái bộ đồng hồ đo áp bơm, cái này anh phải tính tiền bởi vì bản Samsung này bản khá là rẻ. Em tặng bộ tài liệu VIP cho anh trai đó, cảm ơn anh trai. Để chúc anh và đại gia đình mình luôn luôn sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Rồi lại điện thoại tiếp. Alo. Ở đâu đang ở chờ? À, bạn ơi về, bạn ơi. Khách gọi. Rồi rồi em về liền. Rồi 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 tôi về liền á. Khách lấy xe em ơi. À lấy chìa khóa. Rồi cảm ơn anh trai này, tiếp tục nhất. Rồi bỏ máy chọn làm lợi xăng thông số quét tiêu chuẩn đã đưa cho anh em. Rồi anh trai này ủng hộ hai nước tẩy rửa lốc ngoài, vừa rồi đã lấy bên trong rồi. Rồi 5 bộ nồi côn kèm chuông. Rồi 3 bộ búa ba càng không chuông. Rồi mobil sườn dây cu loa và là so nồi. Đấy. Đây 10 là so nồi, 3 mobil và 5 dây cô loa 125, hàng bao Thái. Quý anh em mà cần cái gì thì cứ vui lòng truy cập cái Zalo ủng hộ Đình Tuấn, đúng không? Riêng mua máy luôn luôn có một ưu đãi cực lớn cho anh em, riêng mua máy Samsung. Rồi anh trai này nhỏ nhỏ ủng hộ cái nhỏ nhỏ 6 cái chụp buji, 5 cục mobil, 5 con rơ le đề vuông. Nhỏ ủng hộ nhỏ, cảm ơn quý anh em tấm lòng thợ máy luôn đồng hành và ủng hộ. Quý anh em nào có nhu cầu sử dụng cái sạc đa năng này, sạc trực tiếp trên xe, không nguy cơ chết IC, chết SU, thì anh em ủng hộ giá cực rẻ. Đó, sạc đa năng. Ví dụ xe khách hàng ở trạng thái để quên khóa điện, không tắt, ở trạng thái hết bình, để trong vòng thời gian khoảng vài tiếng, thì lúc này anh em thợ máy chúng ta làm biếng, lười, không mở cọc bình mà chỉ mở mặt nạ, thì anh em có thể kích sạc bằng cái sạc đa năng này. Mình đảm bảo với anh em IC và SU sẽ không bao giờ gây ra tình trạng bị chết nếu do cục sạc đa năng, thì anh em có thể cắm vào. Đấy, cắm sai cực âm qua dương, dương âm thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Thì anh em nào cần thì ủng hộ cho mình, mình kiếm ly nước uống buổi trưa. Cảm ơn quý anh em. Đó, đây là sạc đa năng. Đấy, bởi vì nó khá là rẻ. Đó, anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Rồi lúc này rơ le về khá là nhiều và lúc này Honda đã tăng giá khoảng vài phần trăm. Quý anh em nào ủng hộ thì ủng hộ cho Đình Tuấn vài cục rơ le. Cục rơ le đề và sạc này chúng ta lắp chung cho tất cả những dòng xe điện tử, loại trừ về Vision K44 rơ le 5 chân nhỏ hơn. Rơ le này ở trạng thái chúng ta đề cặt cặt hoặc đồng thời sạc bị chập chờn, thì anh em nào vui lòng thì vui lòng liên hệ và ủng hộ. Mình cam đoan với anh em hàng này bao zin, giá cực rẻ, có mấy chục ca một cục. Thì buổi trưa nay thứ hai đầu tuần mình cũng chia sẻ cho anh em rất nhiều, anh em vẫn hỏi con rơ le này hoạt động làm sao. Rơ le này có hai chức năng, một thường đóng thường hở, thế thôi. Và chúng ta cầm con rơ le trên tay, chúng ta không được quay với bốn chiều như thế này, 1 2 3, và chúng ta hãy quay một chiều duy nhất. Ở trạng thái là gì? Một cái chân này đứng dọc và hai chân này đứng ở hàng ngang. Thì anh em sẽ xác định ngay nó hoạt động như thế nào. Thì hai chân ngoài cùng trái và phải nó sẽ là màu trắng. Thì chúng ta sẽ biết ngay nó sẽ là cuộn dây. Cuộn dây này cần có một cái điện áp âm và dương 12V để nuôi cho cuộn dây. Hai dây này tùy chọn. Anh em bên này là mát thì bên này là lửa. Bên này là lửa thì bên này là mát, gọi là cuộn dây tùy chọn. Anh em không cần phải nhớ cái này là dương, cái này là âm, tùy. Đó, anh em bỏ chân nào cũng được. Và đầu tiên ở đây nó sẽ là chân sạc. Thì hai chân này luôn luôn thông.
Đó, luôn luôn thông. Khi mà cuộn dây này có điện thì lúc này nó sẽ nhảy từ chân trụ này lên chân trên đầu này để nó lấy một cái điện áp trực tiếp 12V từ ắc quy, gọi là từ trước cầu chì. Đó, cuộn dây này IC dập mát là dây vàng, thì nó sẽ đá từ cái dây này nhảy lên đây để nó lấy một cái điện áp 12V trực tiếp là gì? Trước cầu chì. Còn ở đây gọi là sau cầu chì. Đó, nó để ở hai chân này tùy theo. Nếu cái động cơ bình thường thì hai chân này nó vẫn luôn luôn để vào sạc luôn. Nhé, anh em lưu ý nhìn cục rơ le như thế này. Thì buổi trưa nay cảm thấy vừa rồi anh em nào đặt rơ le mà nó bị hết, thì quý anh em có thể đồng hành ủng hộ thì Tuấn khoảng 5 cục bỏ tủ. À, bị chập hờn, bị cặt cặt. Có rất nhiều anh em mà chưa chết mặt IC mà anh em lại tháo ra, anh em lại nối, thế anh em lại không biết, anh em lại nối hai dây này với nhau hoặc là hai dây này với nhau thì cầu chì hoặc là IC nó cứ nổ tâm tóc. Thì cuộc đời này ăn bao nhiêu cũng hết. Cục relay này zin có mấy chục ngàn. Thay vì đề cặt cặt hoặc trạng thái là gì? Sạc chập chờn. Thì quý anh em chỉ cần lắc lắc và đồng thời dùng một cái lực mạnh rút nó lên thì anh em sẽ cắm vào. Có rất nhiều anh em lấy tô vít 7 và trong này trọt dâu quá thì ở trạng thái là gì? Chết IC. Đó, anh em hãy lắc vào, đồng thời anh em bấy thì anh em né mấy chân này đừng đụng nhau. Đấy, và kể cả con relay 94 chân. Có rất nhiều anh em không biết là vô ý hay là chúng ta tình cờ chúng ta làm những cái gì thì mình không biết. Nạy relay này ra cuối cùng chết mặt IC. Bởi vì chúng ta dùng một cái tô vít lực để chúng ta trọt vào trong này chúng ta nạy thì không may nó đụng với nhau. Bởi vì anh em không biết chân nào chân nào. Còn con relay 4 chân này lắp chung cho tất cả những dòng xe. Cứ hai dây trắng đây sẽ là cái cuộn dây. Đã, hai chân màu đồng to đây nó sẽ là cái tiếp điểm tùy chọn. Tất cả nó là tùy chọn. Cuộn dây tùy chọn, tiếp điểm tùy chọn. Nói gọi là tùy chọn rồi thì anh em tùy chọn có nghĩa là sao? Bên này âm thì bên này là dương. Bên này dương thì bên này là âm. Cái đầu vào nó là mát thì đầu ra là mát. Đầu vào nó là dương thì nó ra là dương. Bởi vì nó là tùy chọn. Nha. Chỉ cần cái cuộn dây này làm việc thì lúc này nó sẽ đóng kịch. Nó chỉ là một cái tiếp điểm tùy chọn. Nha. Để bắt cầu từ đây thông qua đây. Mát vào thì mát ra. Dương vào thì dương ra. Đó. Không thể nào mát vào đây được mà dây lại là ra dương được. Đấy. Mát vào thì mát ra. Dương vào thì dương ra. Đó. Một cái này là một cái ai cũng cần phải biết được. Cầm relay này lên. Không cần phải đo mà chúng ta sẽ biết vị trí chân hoạt động như thế nào. Thì lúc này anh em mới hiểu về relay hoạt động như thế nào và vị trí chân. Thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là từ chết và hư hỏng. Rồi, có quý vị và anh em nào ok thì ủng hộ, giá có vài chục ca thôi. Không có nhiều, để trong tủ không bao giờ gọi là mốc. Những cái này để trong tủ không bao giờ mốc. Đấy, hoặc anh em thợ nào ở bên cạnh đồ đấy, người ta có nhu cầu để lại cho người ta 100 ngàn, chúng ta uống cốc nước cũng được. Rồi, comment thì ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Relay 5 chân, zin, bao zin. Được không ạ? Đó. Rồi, mình xin phép được đưa camera lên và quay ngược lại nói chuyện với quý anh em một chút xíu. Thì cảm ơn anh em trong suốt thời gian cực ngắn ở đây, trong vòng khoảng một tháng đổ lại đây, cảm ơn tất cả 70 anh em đã luôn đồng hành và tin tưởng chọn cho mình cái bộ chọn làm đợi xăng và tất cả thông số. Và ở đây có rất nhiều anh em lấy lại vốn 1.500.000 cung cấp cho anh em đủ combo, và đồng thời nhóm học vẫn luôn luôn diễn ra trong vòng khoảng một tuần có một đợt hoặc là một tuần có hai đợt. Anh em mới vào thì anh em cứ lại tiếp tục được học tiếp. Và Tuấn xin chúc mừng tất cả nhiều anh em đã lấy lại vốn và bây giờ chúng ta đã có khoảng dư. Và có rất nhiều anh em bảo cảm ơn Tuấn. Hồi giờ mình cũng chẳng biết làm cái lợi xăng này, tự nhiên quen biết Tuấn và đã mua sản phẩm bên mình. Và bây giờ mình đã có cái số quỹ mình tích góp lại được bỏ 2 triệu trong két nhỏ nhỏ, gọi là trong cái hộp nhỏ nhỏ tích lũy riêng. Thì hồi giờ không quen Tuấn và hay là quen Tuấn mà không chọn được cái lợi xăng này thì bây giờ mình chẳng có 2 triệu.
Thì từ bữa giờ anh đã kiếm được khoảng 3 triệu 500 Việt Nam đồng. Thì bây giờ anh mới lấy lại 4 triệu rưỡi. Nhưng thật sự đồ nghề thì anh đi mãi mãi cả cuộc đời. Và cái đồ anh làm mình sang lúc này vẫn còn. Đấy, anh bảo giờ vẫn còn. Thiếu vài cái thì ít bữa nữa sẽ ủng hộ Tuấn mua bét, mua đồ. Đấy, thì bây giờ tự nhiên mọi người tự nhiên có làm đâu ra 2 tháng. Chúng ta việc nhẹ lương cao. Đó, anh em lại thay được cái buji lọc gió. Chưa kể anh em tư vấn khách hàng. Đấy, nồi côn bị mòn hoặc là bị lì, chúng ta lại làm thêm một nồi côn, chúng ta lại có tiền. Đấy, chúc tất cả mọi người thì hy vọng rằng thì tới Tết thì mọi người làm đều đều nhiều nữa thì mọi người có 10 triệu. Chẳng có ai cho chúng ta là từ 10 triệu cả. Chúng ta có làm thì chúng ta mới có hưởng. Đấy, không làm thì không bao giờ có ăn. Làm biếng thì không bao giờ có tiền cả. Chúng ta phải luôn luôn làm việc, luôn luôn làm việc, nhưng chúng ta phải là gì? Bảo vệ cái sức khỏe. Đấy, chứ bây giờ làm tiền nhiều mà sức khỏe đổ xuống thì đương nhiên nó chỉ là công công. À, bởi vì chúng ta làm được rất nhiều tiền hay là tiền vừa vừa chúng ta không được hưởng thì đồng tiền chúng ta kiếm được nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Làm để ăn, ăn để sống, sống để tiếp tục kiếm tiền. Đấy, thì cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Thì cái xăng ở đây có rất nhiều anh em mua cái loại rẻ tiền thì thật sự mình không kịp, mình không có thời gian để mài cái bộ cây ấy được. Đấy, thì chiều nay mình sẽ ra tiếp khoảng 5 bộ. Đấy, mình lại tiếp tục gửi cho mọi người. Cảm ơn tất cả anh em. Thì anh em hãy cố gắng làm cái nghề này, hãy mới thứ kiếm một tí lợi xăng, buji, lọc gió, nồi niêu, tháo ra xoáy xúc bắp, xoáy ra xoáy xúc bắp làm. Thì bây giờ này rút cái đầu ra, mở cái bô, rút cái đầu ra lấy 100.000 cũng được. Đấy, bởi vì chúng ta đâu tháo ra làm gì đâu, nhà có máy khoan, tháo ra xoáy lại hai miệng xúc bắp kín nạo cho người ta cái khói, làm bịt xăng 250, xoáy xúc bắp 150, tháo rẹt rẹt bốn ốc đầu, hai bánh cam, bô, rút cái đầu ra, nạo khói bít tông. Trên đời này chẳng có cái gì là cái nội soi cả, mà tẩy bên trong một đốt sạch cả. Trừ khi những con xe đấy đi thời gian rất ngắn. Còn những con xe đi mấy chục ngàn rồi, những cái than nó bám, nó cạnh ở trong ấy làm sao mà tẩy rửa hết. Lấy người ta 100.000, hay 70.000 cũng được. Thứ nhất là gì? Có 70.000 đó, tự nhiên có cái công tháo ra, làm mình sang 250. Là 320 thay buji thay lọc gió. Đấy, thì lúc này chúng ta có thể tổng gom lại làm cái đầu. Rồi cái đầu này xăng này lọc gió buji lúc này có tờ châu xanh. Vốn bây giờ bỏ ra chẳng bao nhiêu cả, mất cái thời gian. Rồi cho chậm nhất khoảng 1 tiếng rưỡi đi. Cho 1 tiếng đi. 1 tiếng làm gì để có 500 nghìn. Nếu chúng ta có anh em thợ phụ. Rồi hai thầy trò tập trung hôm nay ế, hai người hai bên tháo bình xăng xuống. Rồi lính bên này tháo gỗ bô, thầy bên này tháo nắp tròn, mở tăng cam ra, rút đầu. Rồi thầy vào trong này rửa bình xăng, chọn bình xăng, trò ngoài kia cạo than, bụi than. Thế là chúng ta có 500 ngàn ngay. Đấy không? Chưa bao giờ làm giá rẻ như vậy. Khách hàng bảo chị chưa bao giờ ai tháo cái đầu ra em lấy 100.000. Thì hôm nay anh chị ủng hộ làm bình xăng thì ok em free luôn, giảm 50% chẳng hạn như vậy. Hoặc là lấy 70 ngàn cũng được, tháo ra, ra cạo bụi than. Thì lúc này mọi người lắp cái bình xăng vào chạy thử một vòng ba phê. Thấy chưa? Hãy tích góp lại những cái việc nhỏ, chúng ta sẽ có việc lớn. Còn bây giờ việc nhỏ làm biếng làm, cứ muốn bây giờ 1 triệu 2 triệu. Cứ bây giờ các đại ca đi học FI về nhà mới là sửa IC về nhà, bây giờ cứ lo trò FI. FI ở quê chúng ta nếu khách hàng giữ ký lấy đâu chuột cắn. Nếu có xe mới làm gì đã hư. Trừ những xe cũ, xe bây giờ chỉ có làm nồi. Kim phun họng ga là có tiền thôi quý vị ạ. Cứ FI chuyên cho sâu vào. Dễ hư sao? Trừ khi anh em ở thành phố ở khu chợ. Chuột lúc này chui vào nhiều, khách hàng ít đi thì nó mới cắn thôi. Đấy. Được chưa? Những cái gì nhanh kiếm tiền nhất thì chúng ta phải chuyên về nó khoảng 60%. FI rồi cứ lưu diêu học. Này một chút, này một chút, này một chút, nó sẽ vào đầu. Giống như 120 câu hỏi mô phỏng thì có thể mình xem đi xem lại 120 câu, nó sẽ bị mệt mỏi. Xem 10 câu thôi. À, 10 tình huống thôi. Xem đi xem lại, cứ giản là xem. Ắc nó sẽ thuộc. Thuộc đúng ở đoạn đó là mình bấm dấu cắt. Thì bây giờ mình phải thực hành ở trên nút bấm. Quan trọng mình bấm đúng để đạt được 5.5 điểm hoặc là 4/5 điểm, cái đó là xem ok biết rồi, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải biết cách bấm. À, không. Ok, ngày 10 câu.
đầu óc tốt thì ngày được 20 câu, nhân cho 6 ngày 120 câu nhuyễn nhuyễn, chuẩn bị đi thi học tiếp. Rồi tiếp tục, lý thuyết cũng vậy à, chúng ta phải chứng tỏ bản thân đấy, để chúng ta đi tới cái đích, để chúng ta đi tới thành công. Các anh phải luôn luôn nghĩ như vậy, mệt nghỉ, mệt ngủ chút, 15 phút tựa vào đâu ngủ chút, dậy tiếp tục rửa mặt uống nước, tiếp tục hành trình trong cuộc chơi. Đấy. Đấy thì không biết là em chia sẻ cái cuộc sống này hầu như nó rất có ích. Không biết là các anh em xem ở cái live video của Tuấn đấy, không biết có hiểu biết hay không. Thì rất mong mọi người cảm thấy đồng tin thì mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Ác thật, Phúc Đô sao là ác thật anh? Phúc Đô em chưa hiểu câu gọi là ác thật, hiểu cái ý đó. À Đức Trần chào anh trai, chuẩn đó em, ác thật chuẩn. Ok. Thì mọi người phải ủng hộ nhiều thì Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em trong tương lai. FI nó chả là cái gì cả, chia sẻ hết cho mọi người, không có giấu gì luôn. Thế, nếu thì Tuấn còn làm nghề và cuộc sống này luôn luôn còn tồn tại, luôn luôn có sức khỏe, thì FI chẳng có cái gì mà không chia sẻ mọi người hết. Được chưa? Đấy, chia sẻ sẽ có một lúc. Chia sẻ chứ có cái gì đâu mình giấu. Mình giấu thì đương nhiên mình mang đi cũng chẳng được có cái gì. Thôi mình có cái gì mình chia sẻ cho đời. Được chưa? Đấy, cho nó có cái hạnh phúc. Rồi tòa hàng hôm nay mình đi tầm khoảng 60 triệu. Cảm ơn quý vị và anh em. Cần cái gì thì ủng hộ. Đấy, bạn bè nào gần xa cần mua máy thì anh em cứ hỏi ở giá và đồng thời xem ở đâu tốt thì mọi người mua. Đó. Để được một tồn tại, để được một người anh em, để được tất cả anh em đồng hành và ủng hộ, thật sự nó rất khó. Không phải là dễ, ngày nào cũng một có toa hàng như thế này để đi đâu. Đấy, và luôn luôn một tháng chạy tới 500 toa hàng. Bởi vì mình không phải là phụ tùng lớn, mình chỉ là cái tiệm sửa xe nhỏ và bán thêm. Đấy, gửi gắm, bán đồ cho anh em. Không phải dễ gì mà một tháng đạt được kỷ lục 500 toa cho tới 3 đến 700 toa một tháng đâu. Nó luôn luôn có một cái giá chúng ta phải trả rất đắt. Đấy, và chúng ta phải luôn cố gắng hàng ngày. Thì mới được anh em ủng hộ. Đó, cảm ơn mọi người. Thì kế tiếp ở đây tất cả những anh em nào mua nhóm, chúng ta lại được thanh lọc vào cái nhóm. Đó là cái quy luật. Đúng không? Đó là phải sống là phải công bằng, công minh. Chứ không thể nào anh này mua phụ tùng 10 lần, anh này mới có một phát một mà cũng được hưởng như anh 10 lần. Thì làm như vậy nó sẽ mất, gọi là mất công bằng. Ở cuộc chơi không có hứng thú, không có sự công bằng. Đúng không mọi người? Đấy, không thể nào thì ví anh này anh ủng hộ 10 toa hàng mà anh được vào cái nhóm đặc biệt. Hoặc là anh này mới mua khoảng 2-3 chai nhớt, chai dầu hoặc cái đồng hồ, cũng vào một cái trường lớp đặc biệt như vậy thì không có được. Đúng không anh em? Đó, nó luôn luôn có một cái hay, luôn luôn có một cái sáng tạo. Đấy, để mang lại những cái cảm giác cho anh em thợ. Cảm giác nó phải là luôn luôn học là phải nhớ. Đấy, đấy, nó luôn luôn được trao rồi để anh em xem. Lâu lâu anh em học được lại để anh em có cảm giác lãnh ngộ. Ừ, cái này là dễ. Được chưa? Trời ơi, mạnh Tú Trần, anh truy cập một cái Zalo giùm em cái. Tú Trần ơi, anh cảm ơn em, em cảm ơn anh nhiều. Anh Trần Mạnh Tú, anh truy cập vào dùng cái Zalo, em cảm ơn. À, đấy, em cảm ơn. Và trong cuộc sống này, mình chia sẻ cho mọi người làm được cái gì nhanh nhất ở cuộc đời nghề sửa xe này, làm cho nó nhanh. Làm cho nó nhanh được ngày nào hay ngày đó, phải làm và phải làm ngay. Đừng để công nghệ này nó rẻ. Đừng để cái cuộc chơi này ai ai cũng biết. Đó là cái gì mình biết mình chia sẻ thì anh em mới có một tương lai nó nhanh đi lên. Nếu anh em không có làm nghề tay trái tay phải, chỉ có nghề dầu nhớt này không, thì anh em phải tranh thủ cơ hội. Cơ hội là ngàn là vàng. Đấy, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa đâu. Cơ hội đã qua đi thì anh em sẽ không bao giờ quay lại được. Đấy, thì anh em không thể nào bây giờ chúng ta một ngày một già đi, không thể nào quay lại cái tuổi thanh xuân được. Thì Tuấn chúc cho mọi người phải làm nhanh
đúng mục tiêu để chúng ta có cái hiệu quả, làm để thành công. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video buổi trưa. Chúc cho mọi người có bữa trưa ăn cơm ngon miệng. Cảm ơn nha. Anh Trần Bạch Tú, anh vui lòng, anh truy cập vào Zalo 0909755 để em lên toa luôn bây giờ. Em cảm ơn tất cả anh em. Hồi giờ anh em nào chưa được nhận ở cái toa thì Tuấn chỉ biết là rất mong anh em thông cảm và bỏ qua cho mình. Bởi vì nhiều lúc mình quên, chứ không phải anh em lấy món mình không bán đâu. Anh em biết, chắc biết tính của mình. Cảm ơn anh em. Đó, còn cái xăng cộ ở đây thì nó luôn luôn được hướng dẫn cho mọi người. Luôn luôn. Mới vào thì cũ lại được học. Mới vào được học, cũ lại được học tiếp. Nó luôn luôn. Thì những anh em nào bây giờ chưa được thì vui lòng truy cập Zalo để tiếp tục em gửi. Bởi vì bữa nay có rất nhiều anh em mua lẻ, em không đào tạo thì nó có cái giá. Đấy, nên hàng nó không kịp. Đấy, cảm ơn anh em. Rồi, em cảm ơn Trần Mạnh Tú, cảm ơn tất cả anh em thợ máy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những clip video kế tiếp. Rồi, để em đóng thùng rồi đã. Rồi, đóng thùng. Bởi vì số hàng này phải đóng hai cái thùng khá là lớn nhá. Hai thùng và đồng thời cái mô hình nữa là 3. Ừ. Thì Tuấn ở đây được rất nhiều anh em ủng hộ với những cái toa hàng nó nằm ở những cái top mà hàng chục triệu. Đấy, rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh em. Thì anh em mua nhiều thì luôn luôn có một cái khuyến mãi cực hấp dẫn. Thì cái đó chúng ta inbox ở trong vùng kín. Được không ạ? Luôn luôn mua số lượng có giá trị tiền lớn thì luôn luôn có những cái ưu đãi cực lớn kèm theo cho anh em. Ở đó là chúng ta phải gặp nhau ở trong nhóm kín. inbox. Cảm ơn mọi người. Em offline đây. Chào nhau cái đi mọi người ơi. Đầu tuần sức khỏe đi. Thả tim thả like. Thank you.